Hello các anh em ơi, bây giờ hàng bãi bây giờ hiếm quá các anh em ơi, không có hàng để lấy nữa, bây giờ lấy hàng không có luôn anh em. Đấy mà bây giờ ấy có thể lấy được ấy, nhưng mà nó máy nó vừa xấu là một này, chỉ có máy tồn lại thôi và máy nó lại giá cao đấy anh em. Đấy nên là dạo thời gian gần đây bây giờ cửa hàng chúng em không có máy bãi để lên cho anh em. Thôi bây giờ thì làm một cái video quay các sản phẩm máy mới nhá. Đấy, máy mới anh em nào ấy, lấy mấy cái con này về xài cho nó hợp lý này. Anh em nào xài gia đình sử dụng ít ấy, thì lấy mấy con này. Máy này đều là máy mới 100% nhá. Hôm nay để thanh lý cho anh em giá quá là hời luôn anh em nha. Đấy, anh em xem được cái video này mà cảm thấy ưng ý muốn đặt con nào ấy à, thì cứ nhắn liên hệ cho cửa hàng chúng em thì em sẽ ship cho anh em nhá. Hôm nay thanh lý cho anh em một chiếc bình điện này, hai chiếc máy cưa xích này và hai cái máy cắt cỏ. Đấy, máy này là đều là máy mới 100% nha, chưa có ai sử dụng cả nên là anh em cứ hoàn toàn yên tâm. Và hàng này rất là chất lượng cho anh em, bên cửa hàng chúng em đang bán ngoài cửa hàng bán chạy lắm anh em. Đấy, bây giờ máy bãi không có thì thôi làm cái video quay máy mới vậy. Con bình điện, con này em đang bán bên ngoài là 800k, nay lên video để cho anh em 550k thôi. Bình này là bình 20 lít nha anh em nhá. Bình điện Japan này chất lượng cao, bình này là bình xịt thuốc sâu nha anh em nha. Đấy, hàng này thì nó là hàng bình AQ là bình 8A. Đấy, công nghệ này, hàng chất lượng cao, hàng xịn nha anh em nhé. Đấy, bình 20 lít. Đây, tất cả phụ tùng ở bên trong này, cũng như cục sạc này, cần xịt này, cũng như là bếp xịt này, hay là như thế nào thì nó ở sẵn ở trong này hết rồi nhá. Đầy đủ trọn bộ cho anh em, là anh em chỉ việc xài, về xài và sử dụng thôi nhá. Đấy, dây đeo, dạng dây đeo của nó là dây đeo hai vai đây. Con này chỉ có 550k thôi, em bao ship cho anh em. Anh em cứ hoàn toàn yên tâm. Đấy, anh em nào mà về xịt rau đồ linh tinh đây. Đây, anh em nhìn thấy không? Tất cả công tác thì nó được ẩn vào bên trong này, để nước nôi nó không bao giờ bắn vào làm hư hỏng được anh em nhé. Rất là chất lượng, nó thiết kế rất là ngon lành anh em nha. Đây, bật cho anh em nghe qua này. Đấy, thấy không? Đấy, công tác thì công tác của nó đây nhá. Đó, và bơm của nó thì ở đây. Chạy rất là ok, chỉ có 550k chiếc bình điện này thôi. Bình này là bình mới, anh em nào mà có nhu cầu về xài thì con này cho nó hợp lý này. Rồi, và một chiếc máy cưa, máy này cũng là máy cưa mới luôn. Anh em nào mà về khai thác cắt hạ gốc cây đây. Cái thời tiết vừa rồi mưa bão, thời tiết vừa rồi nó mưa bão quá anh em ạ. Đấy, nên là cây cối đổ rất là nhiều. Bây giờ anh em nào ấy, khu vực ngoài Bắc, anh em nào mà cần một chiếc máy cưa xích giá thành nó vừa phải, thay vì anh em lựa chọn máy cưa điện thì nó nhỏ mà cắt không được, thì làm một chiếc máy cưa này anh em nhé. Con này em đang bán ngoài cửa hàng là 1,5 triệu. Hôm nay lên video để 1,150 triệu nhá. Còn P2, nếu mà anh em nào đây em có ghi mã là P2 này, anh em nào mẹ ưng con này nhưng mà không biết tên con máy là con gì, anh em muốn mua nhá, thì bảo là anh chỉ cần liên hệ cho bọn em và bảo là anh muốn mua con P2 là được anh em nhá. P2 là được. Đấy, con này là cưa xích nòng lớn để chuyên về khai thác, làm sẽ dài 55cm cho anh em này, cắt hạ gốc cây, chụp giật trợ lực cho anh em. Hàng chủ của công ty nên là có mã số ký hiệu vạch đoàn hoàng ở đây hết rồi. Đấy, đây có mã của nó này, mã của nó này, đuôi là 588 này. Đây, vào trên bô này cũng thế nhá, bô này đuôi của nó cũng là đầy đủ là 588 luôn. Đấy, anh em cứ lưu ý và check giúp cửa hàng chúng em nhá. Y như trên video, anh em nhận hàng giúp em sử dụng hai ốc chân lam vận trực tiếp bằng khóa 13, lam sẽ dài 55cm cho anh em nhá. Con này là 1,150,000, rất là hợp lý đúng không, lại còn bao ship nữa. Cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 30-40cm đổ lại thoải mái nha. Cắt gỗ cây, cắt gốc cây xoài này, cắt gốc cây mít này, cắt gốc cây nhãn rồi linh tinh. Làm mấy con này cắt cho nó khỏe nha anh em nhé. Đấy, vâng, và lại chiếc máy mới tiếp, con P3 là một chiếc máy cắt máy cưa xích. Con này thì nó là hàng mini cho anh em, cắt cành tỉa nhánh leo trèo trên cao này. Con này anh em mà leo trèo trên cao giá chỉ có 1,250 triệu thôi. Con em cũng đang bán ngoài cửa hàng 1,5 triệu. May lên like để 1,250 triệu thôi. Làm sẽ dài 30cm nha, con núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Con này thì cắt đường kính khung gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi là bằng cái phích nước đổ lại. Anh em nào về cắt cành tỉa nhánh, cắt tỉa cây cảnh thì làm con này cho nó nhẹ nhàng. Con này thì cân nặng khoảng tầm 3,5 kg thôi. Anh em là lớn tuổi ấy ạ, anh em cần một chiếc máy cưa xích nhỏ nhẹ thì làm con này cho nó nhẹ nhàng anh em nhá. Anh em không quan trọng gì máy to, cần một chiếc máy nhỏ để cắt cành tỉa nhánh thôi. Leo trèo trên cao thay vì cầm cái dao đi cắt ấy, thì làm con này cho nó nhẹ nhàng. Ok chưa, con này 1,250 triệu. Đó, rất là nhẹ nhàng, leo trèo trên cao, cắt cành tỉa nhánh nhá.
Rồi. Và hôm nay lên cho anh em hai con máy cắt cỏ này, một chiếc máy nhỏ và một chiếc máy to, một chiếc máy nòng 36 ly và một chiếc mà máy nòng 40 ly. Và hai con này ấy, nếu mà anh em nào khu vực đồng bằng để cắt cỏ bờ ao, cắt cỏ bờ ruộng cần một chiếc máy cắt cỏ vừa phải thì hôm nay lên cho anh em con này em đang bán ngoài cửa hàng là 1.8. Hôm nay lên like để lên video để 1.4 thôi. Để 1.4 thôi nhá. Máy là máy mới 100%. Hàng này thì nó là hàng rất là chất lượng, anh em cứ yên tâm. Đây anh em nhìn cái phần côn này, tung côn là anh em biết con máy này nó ok như thế nào rồi. Đây phần cùm cần này, rất là chất lượng nha. Đấy, hàng này thì hốc xăng như ngửi luôn, một ngày hết tầm khoảng 2 lít xăng thì sử dụng thôi. Chân chống là dạng chân chống sắt này. Đấy, máy Fukiwa FVK330 nha. Con này thì 1.4 triệu, cân nặng tầm khoảng 5kg, 5,5 kg. Cho anh em về xài cắt cỏ gia đình, cắt cỏ bờ ao, cắt cỏ đồ linh tinh nhá. Lấy tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em nhá, là một típ mở bu à, một ổ phát cước, một lưỡi cắt cỏ, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề chỉ có 1.4 triệu thôi. Đấy, lên video anh em nào mà thanh lý bên em, anh em thanh lý mấy con máy này thì anh em lấy về mà xài nhá anh em nhá. Giá thì quá rẻ luôn đấy anh em ơi. Giá này là quá rẻ luôn rồi đấy ạ. Đấy anh em nhìn con máy nó chất lượng và đẹp như thế này đây mà có 1.4 triệu này anh em. Đầy đủ phụ kiện cho anh em về sử dụng nhá anh em nhá. Đấy giờ test thử cho anh em nghe qua này. Con này thì nòng 36 ly vừa phát cỏ à, vừa phát cước được và vừa phát lưỡi được nhá. Thấy đã hợp lý cho anh em. Đấy con này chỉ có 1.4 triệu này. Rất là nhỏ nhẹ, anh em là cần một chiếc máy cắt cỏ vừa phải để về cắt gia đình lâu lâu bỏ ra thôi. Vâng, và cuối cùng là con P5 này. P5 là một chiếc máy cắt cỏ nòng siêu to khổng lồ, hàng phân khúc lớn nhá, để cho anh em về sử dụng cắt cỏ chuyên nghiệp. Đấy, cắt cỏ chuyên nghiệp, một chiếc máy cắt cỏ 541. Đó, 541 nòng 40 ly, công suất là 41cc. Hàng này thì để cho anh em chuyên về sử dụng chuyên nghiệp, đập phát cước rẫy nương nhiều nhá anh em ơi. Đập phát cước rẫy nương nhiều giúp em ạ. Đấy anh em nào mà khu vực ở trên khu vực Tây Nguyên hoặc là khu vực trên vùng cao đi làm rẫy nương ấy ạ, cần một chiếc máy cắt cỏ phát cước để cho nó an toàn. Hàng này thì cân nặng tầm khoảng 8kg nha. Và hốc xăng như ngửi luôn anh em. Dùng rất là ngon và đảm bảo cho anh em gì này. Đấy, nòng 40mm, công suất là 41cc nha anh em nha. Đấy, 1.950k thôi. Con này em đang bán bên ngoài cửa hàng là 2.2 triệu. Hôm nay để cho anh em 1.950 thôi. Đấy, có tích hợp chủ giật trợ lực đầy đủ luôn anh em nhá. Anh em nào lấy con này về xài thì quá là ổn định luôn này anh em, máy khỏe, tiết kiệm xăng, xài rất là bền nha anh em nha. Đấy, con này em lên video để cho anh em là giá quá hời luôn anh em về phát thuê phát mướn ấy ạ. Mấy ngày là lấy lại được vốn con máy này rồi. Đấy, dùng vòng tua của nó rất là khỏe nha anh em nhá. Kinh phí của anh em không được nhiều ấy, để lấy mua máy hàng xịn thì làm cái con này xài cho nó chất lượng này anh em. Đấy, đây côn của nó vẫn là dạng côn rời nha anh em nhá, tum là tum rời này. Đấy, tum rất là ngon lành và ok cho anh em này. Tay ga của nó đây, đây dây đeo chắn cỏ này, đó. Giờ test nổ cho anh em nghe qua nhé, chỉ có 1.950.000 thôi. Đó, nổ rất là êm ái nha. Đấy, đây. Đấy, nổ rất là nghe, rất là sướng luôn anh em nha. Anh em nẹt về đập cước cả ngày giúp cửa hàng chúng em. Vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em mấy con máy mà cửa hàng chúng em đang thanh lý. Nếu mà anh em có nhu cầu muốn mua con mã nào ấy ạ, thì cứ chỉ cần liên hệ cho cửa hàng chúng em và cho em xin thông tin địa chỉ, em sẽ ship đến tận nhà cho anh em nhé. Đây là P1 này, đây là P1 này, là bình điện này, là mã là P1 nhá. Đây là P2 này, đây là P3 này, đây là P4 này, đây là P5 này. Đấy anh em lưu ý giúp em nhá. Đây là cái mã, anh em đặt con nào thì đọc cho em là anh muốn mua con P mấy là được anh em nha. Và cho em xin thông tin địa chỉ, em đã ship đến tận nhà cho anh em, không bắt anh em phải cọc cạch gì trước. Đấy, cho em xin thông tin địa chỉ, em sẽ ship đến tận nhà cho anh em và anh em nhận hàng, kiểm tra hàng đúng máy như trên video, anh em test nổ, anh em thanh toán nhá. Không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu. Rồi xin chào toàn thể anh em nha.